Hi, chào mừng các bạn lại đến với kênh của mình nha. Với gia đình bé Thanh Kiệt ở Sài Gòn quận 8 nha mọi người. Xin chào. Kênh này tối anh Ruby coi mình á. Ruby coi. Đó. Ở kênh Núi Thủy Phi Ba nên là có. Nè Pha đã chào kênh nè, cho có anh coi. Chào nó đi. Làm YouTube á. Làm YouTuber. Khè lại ha. Này là mua gì mình nuôi hay là tự nhiên là lại? Tự nhiên lại. Lại cha mới quen lại rủ lại luôn á. Nó đi hỏi tụ luôn rồi. Ca hỏi tụ lên ảnh luôn. Nó kéo qua rồi. Hỏi tụ lên ảnh. Thủy con hết rồi. Để em thấy con hả? Với cảnh tự nhiên mà nó dễ thương hả? Ôi! Con làm gì vậy con? Thank you.
Ở chợ đó có cái nhà bà. Xong chưa? Xong chưa? Quay đầu lại ha. Quên, con cái hẻ. Con giả lắm không biết. V3 tại cái đường này là đường V3 đó, 72 V3 đó. Đường này là đường V3. V3. Kìa mấy con kia đứng. Hai. Nằm cái nhà đó. Ờ nó leo rồi à. Còn không cho khỉ đây nè, khỉ con này. Cho con. Mình ở Sài Gòn hả chị? Ở quận mấy? Ở quận 6. Nổi tiếng luôn.
Nhiều lắm, ở bên đó rất là nhiều. Ngủ trên cây luôn. Dạ, ngủ trên cây. Ừ, ngủ trên cây luôn. Trời, con này nó nhìn nó đợi ăn thật dẹp chứ. Ba giờ chiều có, ba giờ là coi được. Bé này tên gì? Bé bé tên anh Kiệt. Anh Kiệt, lấy cái tựa anh Kiệt lên nha.